đang sale nha mọi người nghe nè. 10 đồng 90 cent thôi. 10 đồng 90 cent. Mua một hũ bột em tặng luôn cặp treo cho chị. Và treo rất là magic. Cái này là 4 trong 1 là tại sao? Tại vì mình đắp được nha mấy chị nha. Cái này của bên công ty nhà em. Nên nó là bảo đảm về chất lượng. Một cái gì đó mà em không biết nguồn gốc em sẽ không bao giờ bảo đảm. Còn cái này treo rất là đẹp ha. Rồi. Mau mua hè nha. Đây, mau mua hè. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn. 266 màu tụi em đang xem và được tặng quà lại cho khách hàng luôn ha. Tặng bảng màu, tặng nước điếp. Và rất là đẹp nha. Chị lấy cái bộ này xong về là chị yêu em luôn. Đây. Rất là đẹp. Màu nu của nó rất là đẹp. Và nó có thêm 12 màu nu nữa. 12 màu này rất là đỉnh luôn ha. Rồi mấy chị nói này, Lily ơi, nhiều quá chị mua không được em ơi, nhiều tiền quá em ơi, nhiều quá thì em sẽ bớt lại cho mấy chị mua 100 màu ha, thì cũng có giá discount, ok. Và tất cả bên nhà em free shipping, không lấy thuế mọi người luôn, không lấy thuế, free shipping hết, nhận hàng. Còn mấy chị không nhận hàng tụi em hoàn toàn gửi lại và trả tiền lại. Đây, 12 màu này. Bây giờ mấy chị nói như nè, tiệm chị thì hơi bị nhỏ em ơi, bây giờ chị lấy thử đồ của em về xài được không? Dạ được chị, xài thử đi, xài bộ này đi ha. Bộ này chị mà không thương em nữa thôi luôn. Đây, bộ này 12 màu đây. 12 màu bộ này là mua một hũ bột tặng một cặp treo liền luôn. 12 màu translucent, màu này y chang màu Funny Bunny luôn. Em đang xài nè. Và tặng lại cho mấy chị hai chai nước dip luôn để xài thử.